Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với phần 11 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Trong phần này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái chủ đề là Chiên yên tờ quảng sáng ngủ, cân ly. Chiên yên là tỉnh âm, đây là một cách nói. tĩnh à, tỉnh âm tức là không có âm thanh vì là một cách nói cho nên người ta cho vào trong ngoặc kép. Chiên yên tờ quảng sản ngụ tức là điệu múa tập thể, tỉnh âm. Cân mề ly, là càng đẹp hơn. Sau đây xin mời mọi người chúng ta cùng xem nội dung chi tiết nhé. Rồi trong cái slide này chúng ta có hai cái từ mới cần lưu ý. Thứ nhất là từ gia tinh. Gia tinh là tên riêng là gia đình. À, gia tinh chỉ là khu vực gia đình. Rồi chúng ta có từ chiến diễn là tỉnh âm tức là không có âm thanh. Chuy chiên là gần đây. Chuy chiên là gần đây. Sang Hải Sư Gia Đình Chú Đà Y Sê A Y Mân Sang Hải Sư Gia Đình Chú là ở khu vực gia đình của thành phố Thượng Hải Rồi bây giờ Tờ Y Sê ai Y Mân về mình dịch là có một số gì hay là một số cô ở khu vực gia đình thành phố Thượng Hải Theo chỉ là y trùng chinh yên đờ quảng sản ngủ Theo chỉ là, là bắt đầu nhảy hoặc là bắt đầu múa Múa cái gì nè? y trùng chiên diên đa quảng sáng vụ một cái điệu múa tập thể không có âm thanh tĩnh âm mình đọc lại nha Chuy đây, sang hải sư gia đình chú đa y xe a y mân theo chỉ là y trùng chiên diên đa quảng sáng vụ Chơ trùng quảng sáng vụ tuy phụ chín chú miễn đa dính tố trơ trùng quán sáng ngụ là cái điệu múa tập thể này. Tuy Phu Chin truy miễn đã diễn sàn cái sự ảnh hưởng đối với cư dân ở gần đó giảm thiểu rất nhiều. trơ trùng quán sàng tuy Phu Chin truy miễn đã diễn sàng xào tố là rỉnh minh trẻ ta, mọi người cảm thấy ai à dĩ minh tơ ụ cân mệ là mọi người cảm thấy cái điệu múa của các dì hoặc là các cô đó, đó cân mệ lên là, là càng đẹp hơn. Trùng quán tráng ngủ y出现, chiêu hổ là, Ở đây có cấu trúc là y chiêu vừa cái gì đó thì cái gì đó Trở trùng quán sáng ngủ cái điệu múa tập thể này Y chú chiêu hổ là vừa xuất hiện tức là vừa rộ lên Chiêu hộ là thì đã hót. Hộ là từ hỏa là lửa nhưng có nghĩa là hót. Tức là rất là phổ biến, nổi tiếng Hải sang là rơ sâu Hải sang là rơ sâu, rơ sâu là cái cái từ khóa mà cái từ khóa hot ở trên mạng á rồi hải sản là rất là sâu có nghĩa là nó còn cả à, trên mạng nữa nó hot cả trên trên mạng thể hiện trong cái à, cái từ khóa tìm kiếm hở gì xẻn vô thủng tôi xưa điều khác biệt với trước đây là hở mình có thể đổi thành kênh cái gì xẻn vô thủng tôi xưa điều khác biệt vô thủng là không giống mà dịch là điều khác biệt điều khác biệt với trước đây là xem dài trơ trùng quán sáng ngủ mấy vô, mấy vô là gì nhỉ xem dài trơ trùng quán sáng ngủ cái điệu múa tập thể hiện nay mấy giờ là không có âm nhạc tan sư là nhân chỉ sửa miệng a dĩ chỉ sửa miễn a dĩ tức là chỉ sửa cưa a dĩ mấy chục gì hay là mấy chục cô hay là mấy chục bà cũng được theo tờ chia phê sẵn trình sĩ theo tơ là nhảy, chữ tơ này là bổ ngữ chỉ mức độ đấy. Theo tờ xe phê sản trần sĩ, tức là nhảy lại rất là ngay ngắn. Rồi trần sĩ từ này dùng cũng khá là hay. Ví dụ tha xoan tờ hình trần sĩ là cô ấy ăn mặc rất là chỉnh tề, rất là ngay ngắn, nghiêm túc. Rồi tha phản chán lì tờ tôn si hình trần sĩ, đồ đạc trong phòng của anh ấy rất là ngay ngắn, gọn gàng. Đọc lại một lần nữa, 何 gì前不同ờ xin chưaùng quá常 ngủ没有了音乐 tan chỉứ miệ ai ý theoờ ph trần trí cái điệu mú tập thể đặc biệt này chưa dùng thơa béờ quan ngủ hình có rất nhiều người hình tố人 là rất nhiều người hải si sơ là vẫn là hoặc là vẫn đi si dị sư gian vẫn là lần đầu tiên được gặp u sào chinh qua trở lì tơ rển có rất nhiều người đi qua nơi đây u sào tức là bằng với từ tố u sào chinh qua trở lì tơ rển, có nhiều người đi qua nơi đây tôi huê thỉnh xe lại khan khan đều sẽ dừng lại tôi huê thỉnh xe lại là dừng lại khan khan để mà xem một chút

Hô là sau khi, tức là hô này bằng với từ gì hô? Sau khi nhìn thấy cái tai nghe Bluetooth của các gì? Khan to ai dĩ mến là lãnh giả ở trí hô. Lãnh giả đừng dịch là răng xanh mà dịch là Bluetooth. Rồi lãnh giả ở trí tức là cái tai nghe. Ở trí là cái tai nghe, tai phone á. Cái tai nghe bằng Bluetooth. Tố xeo là điều bật cười. Như vậy là nhưng sau khi nhìn thấy À, những cái tai nghe bằng bluetooth của các gì thì mọi người đều bật cười chúng ta đọc lại cái slide này Mỹ giờ dính dưới trầm mơ nhảy theo nhiều người đều đối rỉnh tôi cô này những bác bluetooth này thì họ đều cười rất nhiều người cô này những bác này thai miên là Thông minh quá thông minh quá xuống miên hay xuống miệng cũng được thông thường thì đọc nhẹ là xuống miên mày cơ rỉnh hoa chỉ sử khoai xẻn mỗi một người bỏ ra mấy mươi đồng mày cơ rỉnh hoa là hoa cũng được chỉ sử khoai xẻn là mấy mươi đồng mài lên lãnh giá ở chi mua mài lơ cưa tức là mua một cái à, tai nghe bluetooth chiêu chè chẻ là thì đã giải quyết được bây giờ mình tìm từ trung tâm giải quyết được cái gì chè chuyển là quên thị đối với đằng sau á câu chữ tờ. chè chuyển là quên thị là giải quyết được vấn đề vấn đề gì Quảng trắng ngụ yin yue sân yin hai ta thời quên thị cái vấn đề cái tiếng nhạc sân yin yue sân yin là dịch là cái tiếng nhạc của điều múa tập thể quá lớn giải quyết được cái vấn đề đó chúng ta cùng đọc lại trời xe hai dĩ thai 送命了，每个人花几十块钱买个蓝牙耳机，就解决了广场舞音乐声音太大的问题。网友们也都觉得，您忙呗，真忙。也都觉得，c ũ 感这种新的广场舞非常好。 cảm thấy thế nào, Trước trùng xin tờ quảng sáng ngủ cái điệu múa tập thể mới mẻ này, phí sẵn họ là rất là hay ho, rất hay. sĩ tha ti phán tờ quảng sản tờ ai dĩ. những gì hoặc là những cô hoặc là những bác múa những điệu múa tập thể ở những nơi khác sĩ ta ti phán là những nơi khác sĩ tha ti phán tờ quảng sáng ngủ tờ ai dĩ. Về dưới cái si sẽ sẻ sĩ, à, cũng nên học một chút học tức là bắt chước theo như vậy không có làm ồn những cái cư dân ở chung quanh và sau đây xin mời mọi người nghe mình đọc lại một lần nữa phần này là giúp mọi người có thể luyện nghe nên mọi người có thể nhìn lên màn hình hoặc cũng có thể không nhìn để làm sao mà chúng ta nghe thật là nhuần nhuyễn nghe thật là nhẹ nhàng giống như nghe tiếng việt vậy đó rồi chúng ta hãy qua phần mới

一出现就火了，还上了热搜。和以前不同的是，现在这种广场舞没有了音乐，但是几十名阿姨跳的却非常整齐。这种特别的广场舞，很多人还是第一次见，不少经过这里的人。 都会停下来看看，没有音乐怎么能跳舞呢？很多人都觉得很奇怪，但在看到阿姨们的蓝牙耳机后，都笑了。这些阿姨太聪明了，每个人花几十块钱买个蓝牙耳机就解决了广场舞音乐声音。 Hai tà tà quân thị. Quảng mình, thờ, thờ, quán dựa mến dễ tố chế tơ cho trung sinh tơ quán tràng, quán tràng ngũ phê tràng họ. Xỉ tà tì phán tơ quán tràng ngũ tơ ta dĩ dễ dính gai xe xí xe xí. Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 11 của cái chương trình học tiếng Hoa nâng cao này. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. À, mọi người cho thầy một like và nếu chưa đăng ký thì hãy đăng ký để nhận những thông tin mới nhất xin chào mọi người chúc mọi người an lành vượt qua cái mùa dịch bệnh này nhé